chuyện kể về Hồ Ly Tinh. Chúng tôi, Thanh Toàn, Tú Nguyên, Tú Trân và Quốc Tuấn xin kể cho quý vị nghe những câu chuyện kể về Hồ Ly Tinh. Thưa quý vị, nhắc về Hồ Ly Tinh thì chúng ta không thể nào quên được tác giả Bồ Tùng Linh. Và trước khi bước vào những mẫu chuyện sưu tầm về Hồ Ly Tinh, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị, ngay cả tác giả Bồ Tục Linh cũng đã bị làm khó 3 lần khi ông sưu tầm và phóng tác ra tác phẩm Hồ Ly Tinh. Bồ Tùng Linh suốt đời thích hồ ly. Ông chuyên viết về chuyện hồ ly và dùng ngòi bút làm đẹp cho hồ ly. Và chắc có lẽ là vì vậy, một số hồ ly đã thành tinh đều thích làm bạn với ông, thường qua lại chơi bời. Hôm ấy trời tối đen, Bồ Tùng Linh đang ngồi trong thư phòng sửa soạn giấy tờ bản thảo, mài sẵn mực rồi, nhấc bút chuẩn bị viết sách. Bỗng nghe cánh cửa két một tiếng mở toang ra, và một cô gái từ ngoài bước vào. Cô gái bước đến gần Bồ Tùng Linh thì khom mình chào ông rồi bảo: Bồ sư phụ, tiểu nữ nghe đầu ngài lắm nhạy như tai, nên tối hôm nay đến xin thỉnh giáo. Bồ Tùng Linh dựa vào ánh đèn quay nhìn cô gái thật là kỹ càng. Thấy cô trạc độ 17-18 tuổi, hình dáng vô cùng xinh đẹp nhưng hoàn toàn xa lạ, thì ông vội đứng dậy chào trả, rồi trỏ vào chiếc ghế tựa bên bàn mà bảo: Bồ mẫu đâu phải là thánh nhân, có việc gì xin hãy nói trước cho nghe. Nếu biết được xin hỏi lại, nếu không biết xin đi tìm vị khác cao minh hơn. Nghe vậy, cô gái bước lại gần bàn, cầm cái bút lên vung tay vẽ một đường trên trang giấy trắng và hỏi: Bồ sư phụ, vậy chữ này đọc như thế nào? Có nghĩa là gì đây? Bồ Tùng Linh nhìn chữ cô gái viết, nghĩ thầm trong bụng: Đây là chữ gì hả? Chẳng nói là gì, ta chưa hề đọc qua, mà kể cả từ điển cũng khó mà tìm thấy chữ này. Ông nhìn chữ nọ, ngẫm nghĩ về hình chữ, rồi từ hình của chữ mà tán bừa ra âm của chữ, ý của chữ. Rồi ông bảo cô gái: Chữ này đọc là sực, là thanh âm phát ra khi dùng tay giật đốt của cọng cỏ. Cô gái lắng nghe, cất cất đầu rồi lại cất bút vạch lên giấy một hình vẽ đưa cho Bồ Tùng Linh. Bồ Tùng Linh bèn căn cứ vào hình của chữ ngắm nghía một lúc, rồi ông lại bịa ra mà bảo: Đây là cách viết tượng hình của chữ sơn, là núi. Nàng trong đây, trên nhọn dí tòe, chẳng giống một ngọn núi sao? Cô gái cứ nghe lại gật gật đầu. Tiếp đó cô lại cất bút vẽ trên giấy một vòng tròn, điểm vào giữa vòng tròn một chấm thành chữ có hình, rồi lại bảo Bồ Tùng Linh nhận mặt chữ. Bồ Tùng Linh nhìn rồi bảo: Chữ này đọc là bùng, là tiếng động phát ra khi ta ném hòn đá xuống dùng nước. Cô gái nghe xong vừa mừng vừa sợ đứng bật dậy, quay lại vái Bồ Tùng Linh, lại còn dập đầu mà rằng: Bồ sư phụ à, tiểu nữ đến hôm nay thật là phục ngài, đa tại ngài đã dạy bảo. Nói xong, cô gái tâm phục khẩu phục mà đi ra cửa. Ra đứng ngoài cửa lên dưới đất, biến thành một con hồ ly già, chạy bước về phía rừng sâu, núi thẳm. Và thưa quý vị, đó là 3 lần hồ ly làm khó Bồ Tùng Linh. Và bây giờ, chúng tôi xin mời quý vị cùng với chúng tôi bước vào những câu chuyện kể về Hồ Ly Tinh. Chuyện làm mối. Trong địa giới vùng trục lộc thuộc tỉnh Hà Bắc, chỗ nào cũng toàn núi đèo với các khe núi dọc ngang cắt nhau chi chít. Ở trong một khu núi hoang lớn có 2 nhà hồ tiên đã đắc đạo thành tiên. Trong hang cũ trước núi là nơi ở của nhà Bạch Tiên, còn trong hang sau lưng núi lại là nơi nhà của Hắc Tiên. 2 nhà hồ tiên này tu hành trong núi đã mấy ngàn năm,
đi lại chơi bời với nhau, anh tôi đối xử với nhau rất hòa thuận. Có điều không giống nhau là Hắc Tiên tâm địa hiền lương, chưa từng hại ai. Còn Bạch Tiên thì gian manh, độc dữ, thường làm người ta bị thương hay chết. Mỗi lần xảy ra như vậy thì Hắc Tiên lại mỏi miệng khuyên can phải trái, nhưng Bạch Tiên không nghe, ngược lại còn oán ghét Hắc Tiên thành thù địch, cắt đứt tình kết giao bạn bè. Ở ngoài núi hoang này cách xa chừng 8-9 dặm thì có một dải rừng cây hành núi nho nhỏ. Ven rừng nơi hõm núi có lợp lên mấy gian nhà cỏ, lấy củi rừng làm cửa, xếp đất đá thành tường, vây thành một vuông sâu nho nhỏ. Chủ nhà sống ở đó có hai mẹ con, mẹ với con trai. Bà già là người hỏng mắt, từ khi sinh ra đời ở thế giới này chưa bao giờ biết màu hoa đỏ lá xanh là như thế nào, cứ lọ mò sống cho đến lúc mái đầu bạc trắng. Trái lại, con trai của bà già thì vai rộng, hông tròn, mày vui, mắt đẹp, đúng là một biểu tượng nhân tài. Cuộc sống của hai mẹ con nhờ vào người con, hàng ngày lên núi chặt củi hoặc là đặt bẫy, giăng thòng lọng bắt mấy con heo rừng, thỏ để giúp thêm duy trì cuộc sống. Hôm ấy, Hắc Tiên bỗng cảm thấy phiền muộn, bèn bỏ ra ngoài động phủ đi dạo cả bốn phía trên đầu núi, đúng đỉnh nhàn tản cho thư thái cõi lòng. Cứ đi mãi, bất giác đã đi tới rừng cây hạnh núi. Hắc Tiên vô ý ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy túp lều cỏ trong lũng núi thì tự nhiên thấy trong lòng vui vui. Chẳng trách người ta thường bảo thần tiên ở trong động biết đâu việc thế gian. Ta tu ở cái núi này mấy ngàn năm, nghĩ mà không hề biết đây có cái nhà hàng sớm dọn đến từ lúc nào ha. Hay bây giờ biết rồi, nhân lúc là đổi đãi ngó một chút coi làm sao. Một là xin bắt nước uống cho đỡ khác, hai là làm quen cùng người ta coi cũng hay. Khi nào phiền muộn thì đi lại thăm nom lẫn nhau, cũng không phải là cái chuyện khoái chí à. Nghĩ tới đó, Hắc Tiên lắc mình biến hóa, lập tức biến thành một ông già tóc đen, râu đen, quần áo mũ đều đen hết, bẻ một cành hành núi làm cây gậy chống, lọc cọc đi về hướng túp lều cỏ. Đến sân trước, Hắc Tiên gõ cửa thì người ra đón lại là một bà lão hỏng mắt, độ 60-70 tuổi, tay cũng cầm cây gậy chống, lọc cọc, khua tìm đường đi ra hỏi. Ai đó? Tôi đây mà. Ông là ai vậy? Ông lại đây tìm người hả? Tôi là khách qua đường, muốn xin bát nước nhóc cho nó đỡ khát. Ở cái vùng núi hiếm khách, quanh năm suốt tháng khó có người tới gõ cửa nhà mình. Một khi thấy có khách đến nhà thì bà già vui sướng đến nỗi há mãi miệng chỉ còn lợi không răng, mà cứ cười hì hì, rồi mở rộng cửa sài đón khách vào trong sân. Vừa vào đến sân thì Hắc Tiên liếc mắt đã thấy mười mấy con gà mái đang bới ăn dưới mái hiên, bất giác cổ họng ực một tiếng, nuốt một miệng nước dãi vào bụng. Người ta vẫn bảo có câu rằng hồ háu ăn, hồ phàm ăn. 10 con hồ ly thì 9 con rưỡi nó thích thịt gà, có thần tiên cũng khó chừa được cái bệnh cũ lâu đời. Hắc Tiên trong cái gà thì chuyện khác xin nước uống đã bị gạt ra sau gáy rồi. Cặp mắt láo liên vừa nháy thì chủ ý đã định, kẻ mặt người bụng thú với nét mặt khổ cười nhăn nhở hỏi bà già mù. Chà, bà lão tuổi già lại thiếu con mắt, mà sống hàng ngày không có người đỡ kinh đỡ tài thì thiệt là sống không phải là dễ đâu ha. Trời cũng đâu có tuyệt đường người đi. Không phải là mụ già này ở đây mà sống nhọc nhằn cơ cực lắm đâu. Trước mặt mụ vẫn còn có một thằng con trai nữa. Nè, con cái à? Vậy chứ con cái đi làm gì? Ở đâu vậy? Thằng đó nó lên núi nó đặt bẫy rồi. Chỉ danh ba câu là lời đã rõ cả. Con cái không có nhà, bà già thì mù tịt. Hắc Tiên cảm thấy cơ hội này là ngàn năm khó gặp, bèn ngấm ngầm niệm câu thần chú, thu hút vật rồi phất ống tay áo rộng một cái. Chỉ nghe cúc cúc hai tiếng, hai con gà mái mẹ béo quay nần nẫn đã bị hút vào trong tay áo. Bà già mắt tuy mù nhưng tai đâu có điếc, bà nghe tiếng động thì liền hỏi ngay. Ông khách hả? Ông khách à? Ông có nhìn thấy cái gì nó vừa kêu đấy không?
Không, có phải là trồn cáo vào nhà bắt trộm ra ấy? Nè, đâu có, đâu có. Đó là gió thổi làm cái đệm trơm ở hiên nhà kêu á, chỉ có vậy thôi. Hắc Thiên vừa lắc liếm vừa cười thầm. Lắc mình một cái, hóa thành trận gió vèo, đi qua khe cửa chuồn về hang cổ sau núi của chén thịt gà. Tục ngữ vẫn có câu ăn vụng thì quen mồm, ăn trộm quen tay. Hắc Tiên lần đầu bắt trộm gà thất lọt thì đâu có nén được lòng tham. Cách xăm ba ngày thôi là tới chiếu cố khen nữa. Chỉ cần thằng con cái đó lên núi vắng là ở nhà còn có mỗi bà già mù. Lại tìm cách thó vài con gà nữa mà về chén. Thử nghĩ tổng cộng có độ chục con gà trở lại mà giữ nổi không cho hồ bắt hết ư. Chưa được mấy ngày thì cả đàn gà chỉ còn lại mỗi một con gà bình. Người ta vẫn cứ thường bảo rất đúng là chuồng gà nhà nghèo là hũ dầu, muối là vò tương ăn. Bà già hỏng mắt bị mất hết gà, có khi còn khó chịu đựng hơn mất nặng. Suốt ngày cứ gạt nước mắt trên rẫm than vãn. Làm con thấy mẹ đau đớn như vậy, có người con nào mà lại không điên tiết. Người con trai đẻ muộn làm đủ mọi phép, không phải là chuyện dễ dàng. Chàng mới khuyên được bà mẹ thôi khóc, rồi hỏi mẹ. Mẹ à, những ngày vừa qua nhà ta có người nào đến không vậy? Dạo nửa tháng đầu có người qua đường tới nhà ta xin nước uống. Vậy à? Rồi ai ngờ đó mẹ đun nước chưa kịp sôi. Dạ. Thì người ấy đã bỏ đi mất tâm mất tiếng luôn. Sao kỳ vậy? Người con sinh muộn nghe xong thì đã tìm ra đầu dây mối nhờ. Hay lắm. Ở trong núi này trừ hai mẹ con của ta ra, chả phải chỉ còn có hai nhà Tiên Hồ Hát Mặt à. Dám chắc gà của nhà ta có khi bị bọn chúng bắt trộm đi rồi. Anh em xa không bằng láng giềng gần mà. Thiệt là không ngờ bọn chúng lại gây hại đến nhà của ta. Nghĩ như vậy, người con đẻ muộn an ủi bà mẹ mấy câu, rồi bắt con gà bệnh còn sót mang lẻn lên núi. Lại nói về Hắc Tiên, mấy ngày liền ăn toàn chuột núi thỏ rừng, cảm thấy mồm miệng nhạt nhẽo vô vị, thì không nén nổi không nghĩ đến thịt ngon ngọt của con gà mái mẹ. Hắn đi ra khỏi hang, ngửa cổ xem sắc trời, đoán chắc là chàng trai sinh muộn kia đã lên núi rồi. Mấy lần quay đầu đều như nhau, khỉnh kha khỉnh khạng đi xuống nhà bà già mù. Vừa đi đến rừng hành núi thì hắn bỗng thấy từ trong đám cỏ phía trước mặt vẳng lên một tràng tiếng gà tục tác vang lên. Bụng Hắc Tiên rất là làm lạ. Trời ơi, dãy rừng hành ở núi này ngày nào ta chẳng đi qua mấy lượt, hôm nay tại sao lại có cái tiếng gà rồi? Lục sục tìm một trận thì Hắc Tiên đã liếc thấy dưới tàn lá bụi cây xuyên địa long là một con gà mái béo mập đang nằm. Móng chân và cánh gà đã bị tua râu xuyên địa long quấn chắc như là đinh đóng cột, thế mà vẫn còn đang cố gắng dãy dụa. Thấy tình trạng ấy của con gà, Hắc Tiên bất giác cười lên ha hả. Vừa rồi đang nghĩ cách kiếm con gà để ăn thì tự dưng nó lại đút đầu vô miệng của ta. Hắc Tiên ta quả là được lọc mồm rồi đây. Nói rồi thì Hắc Tiên xòe rộng hai cánh tay, uốn cong mình vọt thẳng về phía trước để vồ lấy con gà kia. Nào ngờ ánh mắt chỉ lo chú mục nhìn con gà mà không để ý nhìn thấy lớp cỏ dưới chân sụt xuống. Sạch một tiếng, thân hình Hắc Tiên đã rơi tọt vào bẫy. Rồi thấy chàng trai ăn bận quần áo đi săn từ đám lá xuyên địa long bò lan mặt đất chui ra, đứng lên cạnh bẫy lạnh lùng nhìn nó. Tay của anh dương cây cung cứng, tên đã đặt sẵn trên dây cung, nhắm thẳng vào tim của nó. Hắc Tiên biết là không còn khả năng chạy trốn, cho nên đành cúi đầu xuống nước, bảo chàng trai: tôi là Hắc Tiên già ở đó chậu núi, đáng lẽ không bình thường quá thèm khát, tha phải hết gà của nhà ngươi. Chỉ cần ông tha cho tôi lần này đi, bất kể là ông muốn thứ gì tôi đều có thể lấy được cho ông hết. Làm ơn đi được không? Tìm đi hả? Thứ gì ta cũng chẳng hàm, ta chỉ muốn ngươi trả lại đàn gà mái cho ta. Trời ơi, gà ăn vô bụng mưa làm sao mà nhà ta trả được. Xem ra cửa quan nhà ta cũng khó mà lọt đây. Bây giờ vậy đi ông à, nếu mà ông thả tôi đó, tôi có thể chữa mắt cho mẹ của ông nhìn lại thấy các thứ được á. Thiệt thật không? Có thiệt mà. Ngươi không lừa ta chứ? Không bao giờ, ta không có lừa ngươi đâu. Chiêu này quả nhiên linh nghiệm, nét mặt chàng trai chợt tươi tỉnh lên. Chàng khom lưng cúi mình trên hố bẫy,
thò cái cung đang cầm trong tay xuống đáy hố. Bảo Hắc Tiên túm lấy thật chặt. Lên đi, mau đi. Hai cổ tay phát lực nhấc bổng hắn khỏi đáy hố lôi thốc lên. Sau đó thì chàng trai giúp Hắc Tiên chạy chuốt cột bỏ những lá cỏ đất bùn bám trên mình, rồi dẫn hắn về nhà mình. Về đến nhà chàng trai, Hắc Tiên chẳng kê đơn, chẳng bắt mạch, mà đòi chàng trai lấy cho một cây gậy gỗ đào. Chỉ dăm ra nét kéo, kéo vạch vạch đã vẽ xong hình một người đẹp ở trên mặt đất. Bây giờ ông ôm lấy cô ta xoay xuôi chịu ba vòng, rồi cái xoay ngược chịu ba vòng. Mỗi lần cúi mình lại hà một hơi vào miệng của cổ nha. Thôi kỳ vậy? Thì cứ làm vậy đi. Được rồi. Chàng trai theo đúng lời Hắc Tiên bảo, ôm hình mỹ nhân trên mặt đất xoay xuôi ba vòng, rồi lại ôm xoay ngược ba vòng. Mỗi lần cúi mình lại là một lần hà hơi vào miệng cô gái. Hắc Tiên miệng đọc thần chú, phất ống tay áo lên mình của người đẹp, rồi thét lên một tiếng động. Trời đất ơi, hình vẽ cô gái đẹp trên mặt đất động đậy. Cô gái như người ngủ mê chợt tỉnh, giơ tay dụi dụi mắt, rồi lại vươn vai vặn lưng, ngáp một cái thật là dài. Cảnh tượng đó làm cho chàng trai nhìn ngay người ra, rồi cứ ngẩn ngơ há hốc cả miệng mà nhìn cô gái đến trố mắt. Hắc Tiên thấy vậy cười ha hả. Nè chàng trai nè, ta đem hai người mời đến rồi đó, mau mà đi cầu xin đi. Còn bây giờ ta phải trở về hang để ta ngủ trưa đã. Dạ cảm ơn. Thang nói xong thì Hắc Tiên lắc mình một cái, hóa thành một trận gió mát vừa một tiếng vọt qua phía trên cửa. Chàng trai cố đánh bạo bước tới một vòng chào cô gái rồi bảo, dạ thưa tiên thư, phiền nàng khó nhọc chữa bệnh mắt cho mẹ tôi. Cô gái liếc nhìn chàng trai quay lại nhìn mình, rồi nhìn quanh bốn phía mới định thần trở lại, dậm chân một cái mà mắng, cái đồ hồ tinh đen đáng chết này, người thầm ăn chục uống gây đến tai họa rồi lại lôi người khác đến đất rồi chỗ trống hả? Nè, hóa ra cô không phải là thầy thuốc Hắc Tiên đã mời tối để chữa bệnh cho mẹ tôi hay sao? Ai mà khiến nó mời, ta đang ngủ trưa tự yên tự lành trên giường nhà mình, ai biết được lại bị con hồ tinh đen đáng bông dòm ngàn chết nhát vào kia lôi đến chỗ này chứ. Mà thôi đi, thôi thì đã tới đây rồi thì thôi cũng phải trị mắt trị bệnh cho mẹ chàng xong rồi mới đi được chứ. Vậy cảm ơn cô. Nghe mấy lời đó thì chàng trai vừa sợ vừa mừng, sợ là Hắc Tiên này cũng là tay có thủ đoạn khá đây, chỉ vạch vạch vẽ vẽ mấy nét mà dời được người sống nhân tới đây. Mừng là cô gái tuy còn trẻ nhưng thật tình có biết chữa bệnh mắt, ai dám bảo là cô gái không thể chữa khỏi mắt cho mẹ mình. Chàng trai chắp tay vái cô gái rồi hỏi, dạ xin dám hỏi thiên thư, nhà nàng ở đâu, xin cho biết để lát nữa chữa bệnh cho mẹ tôi xong tôi sẽ tiễn nàng về. Tiễn ta? dạ phải. Gà gì ngốc như hết, ta phải cần chàng tiễn chân à. Nói thật cho chàng nghe nha, cha ta là bạch tiên gia đó. Hả? Sợ chưa? Thôi đi, đi mà còn xem mắt cho mẹ chàng nữa kìa. Chàng trai đưa cô gái vào phòng bà mẹ. Cô gái nhả từ trong miệng ra một hạt ngọc đỏ, trong veo, ống ánh to bằng trứng chim bồ câu, lấp la lấp lánh ánh sáng đỏ. Cô gái đặt viên ngọc trước mắt bà mẹ, lắc lắc bên trái, lại lắc lắc bên phải, rồi hé miệng thổi phù vào mắt bà. Hai tay vỗ bóp và hô to, mở mắt ra. Bà mẹ mù chỉ thấy trong mắt ngứa ngáy khó chịu, cố dùng sức mở bừng mắt. Trời, mở được mắt ra thật. Bà mẹ nhìn con trai rồi lại nhìn con gái, sướng quá không ngậm miệng lại được. Bà không chịu để cô gái ra đi, cứ túm chặt lấy hai tay cô gái rồi bảo, Cô nương ơi, cô thật đúng là Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Trời, tôi không thể ngờ được mắt bà lão mù suốt một đời, đến lúc sắp chết lại còn mở được mắt ra nhìn thế giới. Cô nương không chê nhà bà lão nghèo nàn thì tôi xin cô đừng bỏ đi nữa, xin cô nương ở lại đây cùng sống với mẹ con bà lão này qua ngày. Nghe những lời lẽ ấy thì mặt cô gái đỏ bừng, cô thấy chàng trai cũng đang liếc nhìn mình mà cười thì bất giác cúi đầu xuống. Cuối cùng cô gái ở lại thật, thành vợ chồng với chàng trai đã muộn. Lấy nhau xong, hai vợ chồng ân ân ái ái gắn bó như keo sơn. Bà già thì mừng đến nỗi suốt ngày niệm Phật, nghèo thì nghèo thật,
nhưng nhà ba nhân khẩu người nọ thương xót người kia, ngày qua ngày thật là hòa thuận. Ai hay ngày vui đâu có được lâu. Cuộc hôn nhân của Bạch Tiên Cô và chàng trai đẻ muộn khiến một người không vui. Người đó là ai? Đó chính là Bạch Ti, bố của cô Bạch. Cái ngày lão Hắc Tiên làm phép chuyển cô Bạch tới nhà chàng trai để chữa bệnh cho bà mẹ mù, đúng lúc Bạch Tiên đang luyện đan trong động phủ. Khi Bạch Tiên luyện đan xong gọi con gái thì không thấy tiếng trả lời, thì một lượt khắp trong động lẫn ngoài động cũng chẳng thấy bóng dáng con gái mình đâu. Bạch Tiên bấm gốc cây tính toán, bất giác tức quá chồm râu bạc cứ giật lên đùng đùng, rồi dặn Tiên bệnh bạch chửi Hắc Tiên đẩy người xuống hố. Ông ta rất muốn đi tìm Hắc Tiên để hỏi tội, nhưng khổ nổi đạo pháp còn nông cạn hơn người, muốn đến nhà chàng trai để gây sự lại sợ cây cung của chàng lợi hại. Nghĩ đi nghĩ lại thì ông ta thấy trước hết hãy lôi con gái về đã, đó là việc gấp gáp, sau này sẽ tìm cơ hội báo thù Hắc Tiên và chàng trai. Bạch Tiên đã định chủ ý xong, lập tức lấy 9981 cho bát chậu đổ dầu trong vào, làm thành 9981 ngọn đèn bất, lại cắt đứt ngón tay giữa lấy máu vẽ nên hình con gái, sau đó xỏa tóc chống kiếm làm phép lôi con gái trở về. Người ta vẫn thường nói xứ Tiên một ngày tựa trần thế một năm. Trong khi Bạch Tiên lo liệu các việc như trên thì ở nhà chàng trai thời gian đã là mấy tháng trôi qua. Hôm ấy cô Bạch ngồi dưới đèn may áo cho chồng, chợt thấy trong lòng bất ngờ mấy đồng, hai mí mắt nó cứ giật giật liên hồi, bấm đốt tay tính toán thì biết là ông bố mình đã nổi khùng định lôi mình trở về. Cô Bạch thả kim chỉ trong tay, nhìn xem chồng đang ngủ say mê mệt thì trong lòng không khỏi buồn rầu. Dì ư, ta thật không nỡ lòng nào rời xa chồng, mẹ chồng, mà không về cũng không được nữa. Tính khí của cha mình, sợ vì thế mà gây thêm điều bất hạnh cho chồng với mẹ chồng lại càng khổ. Cân nhắc đi cân nhắc lại, cô cảm thấy trở về có lẽ là tốt hơn. Trời có giáng tai họa thì chỉ một mình gánh chịu thôi. Thế là sau khi chủ ý đã định, cô Bạch vươn tay lay chồng tỉnh dậy rồi bảo: "Chàng à, thiếp có việc này phải bàn bạc cùng với chàng." Chẳng đôi hồi gì cả, sao lại khóc vậy? Có gì thì nàng cứ nói đi. Thiếp chỉ sợ duyên phận của đôi ta đến đêm nay là đã hết rồi. Hả? Sao vậy? Nàng nói cái gì? Nàng đã nhẫn tâm bỏ đi à? Nàng nhẫn tâm bỏ tôi hay sao? Tại sao chàng cơ rẽ thiếp có tâm địa như vậy chứ? Thật ra là không có được rồi. Cha thiếp đang lòi bắt thiếp trở về nhà đây nè. Sao làm như thế được? Thật thế là không được rồi. Để tôi lên tận nơi cầu xin cha vậy. Tôi sẽ về trước mặt cha của nàng dập đầu lại cha. Chứ cần cha nàng đồng ý để cho nàng sống mãi cùng với tôi thì dù nàng cha nàng có đánh bao nhiêu, chửi bao nhiêu tôi cũng chịu hết. Chàng ngốc à, chàng cứ coi sự việc này quá ư là đơn giản đi. Thiếp vẫn phải về, về nhà thì tốt hơn hết đó. Nếu vậy thì hai ta cùng đi. Sống hay chết đôi ta cũng có nhau. Không được đâu, không được đâu. Chàng đừng cứ làm trò ngốc. Một mình thiếp đi chịu khổ còn chưa đủ hay sao chứ? Càng gì lại lôi thêm một người nữa để vào chịu tội. Nếu mà hai ta cùng đi, để mẹ già một mình, ai mà lo cho mẹ đi? Hơn nữa thiếp lại đang có mang. Thiếp không muốn để chàng phải chết trong tay của cha thiếp. Không muốn con chúng ta ra đời lại không có cha. Cha thiếp có hùng dữ, bề gì xấu tốt thiếp cũng là con gái ruột của ông ấy. Cha hãy để thiếp về trước, đợi cho lửa giận của cha thiếp hạ xuống bớt, rồi thiếp sẽ từ từ xin cha tha thứ cho chúng ta. Còn, tôi chỉ sợ làm cho làm khó nàng mà thôi. Cô Bạch nghe lời chồng nói thì không nén nổi nữa, hai tay ôm sức lấy cổ chàng, từng dòng nước mắt thánh thác chảy xuống. Khóc một trận chán rồi, cô Bạch ngừng rơi lệ khuyên chồng:
thôi, đừng khóc nữa. Có công mài sắt có ngày nên kim, chỉ cần đôi ta không thay lòng đổi dạ, tất sẽ có ngày đoàn tụ. Nếu mà thiếp có đi rồi, chàng phải lo giữ gìn thân thể cẩn thận, khỏi phải đau lòng mẹ già nha chàng. Ừ, thôi vậy thì để cho tôi đưa tiễn nàng lên đường. Tiền phạm khách biệt, chàng không tiễn được đâu. Nói rồi cắn răng dứt tình đẩy chồng ra, đẩy cửa chạy ra sân, gặp đất lăn một vòng hóa thành một trận gió mát đầy gì. Cho đến khi chàng trai chạy được ra tới nơi thì trừ sao trăng lạnh ngắt trên trời cao và cái bóng cô độc của chàng in dưới đất, còn đâu thấy bóng dáng của vợ yêu. Anh ta hầm hầm tức giận đấm vào khung cánh cổng, đau lòng đứt ruột mà gào khóc: Em Bệnh, nàng ở đâu? Em Bệnh, nàng ở đâu rồi? Tiếng con trai gào khóc làm cho bà mẹ tỉnh giấc. Bà khoác vội áo ngoài rồi lập cà lập cập từ trong phòng riêng chạy ra hỏi con trai cho rõ nguồn cơn. Trời, chuyện gì vậy? Con nhà quý, con nhà quý của lão đâu rồi? Mẹ à, em Bạch đã đi rồi. Rồi thì tiếng tắc khí đứt quãng, bà lão ngã lăn ra đất. Chàng trai hoảng sợ luôn, miệng gào mẹ, khóc gào không kể xiết. Lúc thì bấm nhân trung, lúc thì bóp lồng ngực rồi rối rít cả lên. Mẹ à, đang lúc bù đầu quẫn trí chẳng còn biết làm gì thì chợt nghe có tiếng người nói: À, đừng có nói lên, đừng có nói, đừng có lo. Nên đừng có lo, để ta cứu bà lão cho. Chàng trai quay lại thì thấy Hắc Tiên tay cầm cái hồ lô, chẳng biết từ lúc nào mà đứng sau lưng. Chàng trai ôm mẹ già hai mắt đổ lệ, thảm thiết gào lên: Đại Tiên, cái gì? Đại Tiên từ bi, mau cứu mẹ tôi đi. Được rồi. Mau cứu mẹ tôi đi. Bình tĩnh đây. Nè, bây giờ nè, để đổ lấy cái viên thuốc này, bây giờ cậy nắng bà lão ra. Dạ. Nhấn cái miệng đi. Mẹ ơi, em chẳng đi mẹ. Đó, nấc lên được. À, đó. Trời, con mệt. Mẹ, tôi đã tỉnh được kìa. Con dâu hiền đức của mẹ. Trở về đi con. Mang trở về với mẹ đi con. Con gào khóc thảm thiết đến độ đó nghe cũng đã chịu mắt. Nè, bà cụ ơi, đừng có quá lo buồn, hãy cho sức khỏe. Thế rồi tôi sẽ chỉ đường cho con trai của bà, giúp cho nó đi đón con dâu trở về với bà nha, đừng có khóc nữa. Vừa nghe thấy vậy thì hụt một tiếng, bà già đã quỳ xuống trước mặt Hắc Tiên. Bây giờ con nghe nè, ba vợ của mày sống ở trên đỉnh núi Quan. Dạ. Sau khi lên đó rồi đó thì đến ngay bên cạnh cái vách đá dốc đứng có một cái hàng mà đến nha, chính cây thanh đồng tử. Dạ. Tới cái cây chính giữa đó, đặt ở lên cái chạc cây một cái tảng đá xanh. Dạ. Rồi cái cậu quay trở lại cái cây thứ hai, gõ ba cái. Rồi hô ba lần liền, mở cửa ra. Thì sẽ có người ở bên trong trả lời. Dạ. Bất kỳ mà ai hỏi á thì cũng nhớ có nói, đừng có nói là tụi bày nha, đừng có nói là tụi bày cho cách mở cửa. Dạ. Xin ông chí yên tâm, tuyệt đối tôi không bao giờ làm liên lụy tới ông Đại Tiên đâu. Được rồi, vậy là tốt rồi. Bây giờ thì nhà ngươi đi đi. Dạ. Ta sẽ ngầm giúp đỡ giùm cho. Thank you.